Astarion? It's Quintus. Okay, yes, it's quite a sight. I can see the stars. Woo! Mình có thể dừng con nồng nọc để xem suy nghĩ của cô ấy. Nah, Will là người chính thức. Thế ạ, giờ muốn xem, chứ Will tôi không xem. Yeah, nhập vai! Karlach, đối tượng mà chúng ta cần truy đuổi đây rồi. Will, tiến đến. Blade of Frontiers. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thiện chơi Baldur's Gate 3. Chúng ta lại cùng theo chân và nhập vai cậu bạn Will trên con đường chữa trị cái con nòng nọc Mind Flayer ở trong đầu và làm hoặc là cố gắng làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Bạn có thể tham gia Discord chơi game nhập vai của bọn mình, link ở bên dưới. Chỉ mới vài buổi thôi mà trên con đường mạo hiểm của chúng ta đã có những lúc thăng như đánh đuổi bọn goblin giúp người dân hay giúp một người nghệ sĩ viết nên bản nhạc của cô ấy. Cũng có lúc trầm như không cứu được một cậu bé nhỏ tuổi khỏi bọn Harpy hay lỡ tay crit một người dân vô tội bay màu. Chúng ta lại tiếp tục trên hành trình cùng Will cố gắng chữa trị lấy con nòng nọc Mind Flayer ra khỏi đầu. Trong buổi này mình nghĩ mình sẽ giải thích thêm về một cái số phép Concentration trong cả D&D lẫn Baldur's Gate. Cái đấy thì sẽ để đến lúc mà cần combat mình sẽ chỉ thêm. Hiện tại mình nghĩ là một thời gian thích hợp để lật cái quyển journal ra xem các cái quest mình có là gì. Ở đây sẽ tóm tắt tất cả những thứ mà chúng ta có thể làm hoặc cần phải làm. Bên quest tìm cách chữa đã gặp Nettie hoàn thành. Chúng ta có thể lấy sự giúp đỡ từ cái bà Auntie Ethel là cái bài Potion Seller. Potion Seller. Hình như lần trước mình quên để cái meme vào đấy. Potion Seller, what do I have to tell you to get your potions? Why won't you trust me with your strongest potions, Potion Seller? Bà ấy mời chúng ta đến nhà bà ấy để chữa trị. Ok, đây là một hướng đi. Tìm ông Druid Housen cũng có thể giúp chúng ta chữa trị. Ông này thì đang ở trại của bọn Goblin, hang ổ của chúng. Và đây cũng là người chúng ta cần tìm để giúp hòa giải hội Druid và hội Tiefling. Tìm đến cái Crash của Gifjanki. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ Crash là cái gì, nhưng mà hiện tại chúng ta biết là có một cái đội quân Gifjanki đang ở phía Tây Bắc. Yep, Tây Bắc. Họ có thể chỉ chúng ta đến cái Crash này. Personal quest cá nhân: săn tìm và giết cái ác quỷ tên là Karlach. Bà Patron Mizora thì đã gặp chúng ta ở trại, nhắc chúng ta là phải làm cái này, không thì sẽ có hậu quả đó. Về những cái quest liên quan đến trại nhỏ giữa lùm cây, quest liên quan đến việc cứu cái hội di cư Tiefling. Bây giờ hãy chuyển lời của bà Koga lại với cái ông Zevler, cái ông trưởng hội Tiefling. Cứu cái ông Housen đang bị bắt giữ ở trại của Goblin. Arabella, đây là cái cô bé bị bà Koga giữ và chúng ta đã thuyết phục bà Koga thả ra. Cô bé mà bị con rắn nó quấn quanh ấy. Night Song. Có vẻ đây là cái quest mà cái hội mạo hiểm giả mình vừa mới cứu ở cổng xong. Cái quest mà họ đang kiếm tìm kiếm khi mà đi cùng cái ông Druid tìm được cái Night Song này thì mình sẽ nhận được tiền từ một thầy pháp nào đấy ở Baldur's Gate. Không phải là thứ quá quan trọng đối với Will. Companion, người đồng hành của chúng ta cũng có quest riêng. Mình rất thích cái game Baldur's Gate 3 này. Nó cho rất nhiều lore cho người đồng hành của mình. Tiếp tục đi cùng Shadowheart. Shadowheart có một cái vết đau gì đấy ở tay vừa tập trước xong và cô mới bảo đừng quan tâm. Có vẻ là cô ấy đang giữ bí mật gì đó. Shadowheart giữ khá nhiều bí mật, có cả cái artifact nữa. Mình nghĩ là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm khi mà chúng ta có được sự tin tưởng của cô ấy. Gifjanki Warrior, bà mình cứu xong phải giết một Tiefling để cứu đó. Bà ấy muốn tìm đến một cái Crash của hội Gifjanki. Bà ấy bảo là cái này thì có thể giúp chúng ta chữa được bệnh. Pale Elf, ông Astarion, chưa tương tác quá nhiều với ông này. Wizard of Waterdeep là cậu Gale. Gale nói rằng cậu ấy có một cái triệu chứng mà cần các cái đồ ma thuật. Đây là những quest chúng ta hoàn thành: thoát khỏi thuyền, cứu Lazel, tìm kiếm ở cái bãi biển, Illithid Captive. Ok, mình nghĩ việc chúng ta làm đơn giản nhất hiện giờ là quay lại nói chuyện với bố mẹ của Arabella, rồi quay lại nói chuyện với ông Zevler. Sau đấy chúng ta sẽ đi ra khỏi cái làng ở lùm cây này. Đi nào, đây bố mẹ của Arabella đây. You ever scare me like that again? And oh, feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Wow. Stop it. Wow. Đừng dọa tao như thế nữa, không sao cho con nô ăn thịt mày. Bố mẹ. Don't know what we do without her. Okay. Gật cái. Đã cứu được con gái rồi, có gì để cảm ơn không? Có gì cả. Mặc dù là mình cũng muốn bảo là không vấn đề gì, nhưng mà mình cũng muốn nói cho Umbrella là không nên trộm vặt như vậy nữa. Yeah. I mean, thank you for helping me. Đừng lo cô bé, tôi sẽ hỗ trợ giữa chuyện Druid và Tiefling. It's my job too. The Druids don't care about us.
Dancing light. Nice. Okay, có một cái vòng cổ. That girl. I don't care what Mole says. Stupid and reckless. Yep, đồng ý. Hãy để các người lớn giải quyết mọi việc, chứ đừng liên quan đến trộm vặt ở đây. Will sẽ nói như vậy. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Take this ring. Ah, yes. Nó lại làm trò đấy. Sure. Call it heads or tails. Heads. Heads it is. Nhưng mà một cái tông đồng xu đâu còn chứng minh được cái gì. Okay, fair. Let's go again. Heads or tails. Call it. Tails. We got tails. There. Happy? Chưa. Tông lại lần really? Nữa. I mean, fine. Heads or tails. Wow. Heads. Heads it is. There. Happy? Lại lần nữa. Mister, come on. Okay. Heads or tails? Tails. We got tails. There. Happy? Lần cuối. Heads or tails? Heads. Heads it is. Đây là lần cuối. À. You're killing me here, mister. You really are. Just take the ring, huh? Free sample. Now, you want to take a look at the other stuff I got? Or maybe you just want to go? Xin lỗi, Thanh Thiệt. Có gì nào? That's what I got. Muddy red, light blue. Try that. Cho cậu bé thêm mấy đồng nữa. 2 đồng nữa. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on. Thì muốn hỗ trợ một cái người businessman trẻ tuổi. You have. You definitely have. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. You realize your bag feels light. Oh no. Robbed. Oh no. Bị cướp rồi sao? Ê! 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 Mày này nó chạy đi. Thánh này chạy đâu đấy? Hello. Ơ kìa. Sao không dùng nữa? Ê! À chạy ra đây rồi. Mày chạy đâu? Thằng kia. Chú vừa bị cướp. Cháu biết gì không? Me? Suspicious? No. Nói sự thật đi xem nào. Tuổi trẻ mà danh vậy. 26. Sợ chưa? Sợ chưa? Stop! Stop yelling at me or I'll call Mole. Mole là người cướp hả? What? No, no, it wasn't her. She's my my boss. I shouldn't have said that. I gotta go. Before you can say anything else, she sprints away. Chạy đâu đây? Lại chạy vào chỗ này, không thể dùng ngay bây giờ. Này cậu bé. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Bọn chỉ còn ở đây hỗ nữa nhỉ? Đây là đứa thứ 3 trộm cái gì đấy rồi. Một đứa đầu tiên là trộm của cái thanh niên mạo hiểm giả, trộm cái locket gì đấy. Đứa thứ 2 là đứa mình phải cứu, trộm cái holy symbol của hội druid. Và đây là thứ 3, nó trộm của mình. Hả? Hả? Ok. Me. Trộm gì đó hả? Promise. I'm just a kid trying to make a living. You know who you should talk to? Mole. She's my boss, I guess. Good at finding stuff. Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. Oh, sure. You bet. Good luck, pal. Cái này là mình bắt đầu suy nghĩ lại cái việc mà giúp cái hội di cư thiếp linh này. Crack on the wall. Là cái này đúng không? Rõ ràng là cái này. Đến lúc để tư bản lên tiếng rồi. Vì mình đã mua cái game này ở Early Access từ khi nó còn đang làm Early Access, nên là mình được cho một vài cái đồ. Có cái mũ này. Để pay to win. Đội lên đấy. Mũ này khiến mình có thể shape shift, đổi hình dạng từ bản lên tiếng. Halfling. Chiu. Đủ nhỏ để chui ở đây chưa? Pay to win. chui vào rồi. Biến hình lại. Chiu. Lại đẹp trai rồi. Mole. Well, look who's come to visit.
My kids say you've been busy since you got here. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. Yeah. I mean, happy to help. Nhưng mà cũng phải nói chuyện với cái bọn trẻ con này. Tay bọn chúng ngứa ngáy quá, lấy nhiều quá. Is that a fact? I'll tell them to watch their step. Anyway, you want to talk? Talk. Sao mà mấy cái bọn lâu la của mày cứ hay làm mấy cái trò xuyên đồ, cướp đồ ấy hả? We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Ăn cướp là sai. Không matter cái context nào. Will sẽ nói vậy. Và thậm chí là đang take advantage, đang lợi dụng mọi người trong cái thời gian khó khăn này nữa. So what? Should we be panicking like everyone else? We have a plan. We're the ones who'll end up on top in the gate. Anything else? Không, không phải panic. Nhưng mà giúp đỡ người khác, không offer giúp gì hết. You've been a friend to us. Come back anytime. You don't look so tough. Mull fought off a hobgoblin all by herself. Yeah, đánh một con hobgoblin hả? Yeah. Oh. Hello again. Mull's in charge here, not me. Okay, Mull. Tôi cần cái đồ mà mọi người đã cướp của tôi. I had a feeling you'd be back. Có cái gì để trao đổi không? I don't need any of this shit. I just need my stuff back. Có thể nói chuyện với bọn này thêm. Có thể set một cái example cho bọn nó. Nếu mà bọn nó cần giúp gì không được đường chính chính thì không làm. Còn nếu mà có thể giúp bọn trẻ con này vào một cái tình thế tốt hơn và dạy cho bọn nó việc trộm cướp là xấu. Cứ nghe thử. As a matter of fact, revenge. Well, you saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol không. They're all chanting at. Không, làm như vậy chỉ gây thêm hận thù giữa Druid và Tiefling thôi. Count me out. Tạm biệt. Don't think you've got the stones for the job anyhow. Anything else? You've been a friend to us. Come back anytime. Không muốn dính dáng gì đến cái hội này hết. Xem có đi nói chuyện được với Zephler về cái hội quỷ con này không. Biến thành bé. Chịu. Chú dạ. Dùng lọ này. Fine. Đổi màu áo. Wow. 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 Drip mới. Wow. Hold on. Lấy thêm đồ pay to win ra đây. Đây. Thêm một cape vào nữa. Wow. New drip. Hội di cư này dạy bọn trẻ con chán quá. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Chúng ta có thể tạm dừng cái ritual này không? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Yeah, có vẻ cái bà Corga này khá là tiêu cực, cực đoan. Wow, từ từ. Lựa chọn trung lập của tôi đâu? Lựa chọn tốt của tôi đâu? Một là đuổi bà ấy đi, hai là thôi biến đi. Hả? Không phải là mọi người cần phải chạy, nhưng mà nếu mọi người cần đi thì tôi có thể hỗ trợ. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Wow, quá khen. Mà nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Giết cái bọn leader của bọn goblin. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Đằng nào thì bọn tôi cũng... Just Zevlor, Tilly. We're civilians now, remember? With respect, sir. Being a Hellrider is for life. They can't take... They can, Hellrider. And did. Avernus changed things. Best we get used to that.
Yes. Zephlor. Ông Zephlor từng là một Hell Rider, là một cái kỵ binh trong cuộc chiến Avernus. Ông Zephlor level 4, trong khi các người dân khác thì tính là level 2, có người level 1. Ông Zephlor cũng khá mạnh, nhưng mà chỉ là một người thôi thì cũng không thể bảo vệ hết tất cả người dân ở đây được. Trước khi ra khỏi làng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi dài, đóng trại. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, chúng ta không có đủ resource, không đủ tài nguyên để chiến đấu và đã có những hậu quả xấu hơn dự tính. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nghỉ dài. Thường trong một cái hội chơi nhóm D&D, game dài tập, những cái lúc long rest, nghỉ dài cũng là lúc thường yên bình để những người chơi roleplay nhập vai cùng với nhau. Tất nhiên là cái việc nhập vai nó không chỉ giới hạn vào mỗi lúc long rest, từng cái hành động của nhân vật, từng cái lựa chọn như là nói chuyện với NPC, tương tác với thế giới nào đều thể hiện ra cái sự nhập vai của mình rồi. Cái long rest này, mình nghĩ đây là một thời gian thích hợp để bắt đầu nói chuyện với các người nhân vật khác, tìm hiểu câu chuyện của các nhân vật đó. Ông Withers, đây là cái ông undead mà mình đã tìm được trong cái hầm mộ. Bây giờ ông cứ bám theo trong trại của mình. Not this one, nor this one, and this one less worthy still. Ông làm gì vậy? Writing the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. Okay. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Trả tiền đây, rồi tôi sẽ gọi họ đến giúp cho. Bọn chúng có tham gia với tôi tự nguyện không? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Tôi có thể tin tưởng đến bọn này không? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Shadowheart. Something the matter? Tôi muốn nói chuyện về những gì chúng ta đã trải qua. What's on your mind? Cô đi tôi thế nào? I must admit you've been a surprise, and not an unpleasant one. Ha! Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Wow. Tôi chỉ cố làm điều đúng đắn thôi mà. Cô giữ khá nhiều bí mật. Biết ra tôi cũng hỗ trợ tôi trong việc đi mạo hiểm này. Hey Zell. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Cô chắc là cái crest của hội kiếp chân kỳ là cái đường duy nhất đến cái việc chữa trị không? I was as devoted to my studies as I was to my training. Each crest contains a safest purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Okay, nghĩ là kiến thức là quan trọng. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers. Exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Okay. Tôi hy vọng là cô đúng về việc chữa trị. Kiều. Go ahead. I'm listening. Tại sao anh lại cần cái đồ magic cơ? Tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Anh có thể bớt văn đi được không? Nói vậy thì chịu thôi. Kết ngày. Tối rồi. Oh shit. Mọi người đều có cái chấm than. Astarion. It's quite a sight. Okay. The stars, yes. I mean. It's quite a sight. Leave your chin. Thanh niên. Một cảnh rất đẹp. Yes, you are quite a sight, sir.
You, quite a sight. Then we, there. I can see the stars from Baldur's Gate, of course. But not with such clarity. It got me thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Ông sẽ nhớ tôi sao? Why not? You've been to the hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Oh, những lời ca ngợi này từ đâu ra vậy? I try my best. Tôi chỉ cố gắng sống sót thôi mà. You know? Yes. We're more similar than I thought. Ông ngỡ ổn không vậy? Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Sure. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Okay. Would that I were doing battle up there, among the tears. Mọi người có vẻ là khá thoải mái với đồ ngủ của mình. Just saying. Tears? The tears sao? Ý cô là những ngôi sao ấy hả? Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Clear. Crash? Crash kiểu là một nơi ở ấy hả? Tất cả Githyanki từ your cái tears này. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousin's throats at the Varsh's command. Wow. But wow. Enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for wow. a fish. Cô giết những người anh em của cô ấy hả? Wow. Okay. Nói một cách rất là nonchalant, rất là không vấn đề gì. Ok. Thế phải lấy tinh thần một chút. Woo! Tại vì nói chuyện với Shadowheart là woo! Ok, đã sẵn sàng. The leader of the camp comes to chat. Ok. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Tôi đồng ý. Vậy cô sẽ làm gì tiếp theo khi mà tất cả chuyện này kết thúc? Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Vậy à? Let a girl have some secrets. Was there anything else? Oh shit. Mình có thể dùng con nòng nọc để xem suy nghĩ của cô ấy. Nah. Tôi là người chính trực. Will là người chính trực. Thiện. Sẽ muốn xem. Chỉ muốn Will, tôi không xem. Yeah. Nhập vai. You know, this could be our last night together. Cô cảm thấy thế nào? The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn, what would you do? Cứ phải nhìn lên trên. Nếu mà cô biến thì tôi sẽ làm gì? Cái này mình sẽ chọn theo nhân vật đi. Mình nghĩ là Will sẽ cố gắng giúp người nhé. Yeah, có thể trói cô ở đâu đấy. Và tìm cách chữa trị. Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Try not to dream about tying me up. Okay. Cô ấy cũng nghĩ như vậy. Không phải chỉ thiện. Alright, sure, let's go to bed. Lên giường nào. Oh, không phải như vậy. Chỉ là đi nghỉ thôi. And maybe dream about tying some people up. Mình đã nói game này có chủ đề người lớn và 18 cộng chưa? Hình như nói rồi. Astarion? Đi ngắm sao sao? Giờ cuộc hành trình của chúng ta sẽ... Rất nhiều cái quest nó đều đang chỉ đến trại của bọn Goblin. Con bò kỳ lạ. Con bò này có gì kỳ lạ vậy? Xem sao.
Thành công. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Kỳ lạ. Fine. Đây là đường đi liên quan là chấm các cái chỗ trên bản đồ. Đây là nhà của bà cô Ethel. Đây là chỗ để tìm Kalak. Vùng này. Đây là trại bọn Goblin. Đây là cái chỗ mà tìm cái Crash. Có vẻ đây là gần nhất. Mình sẽ tìm đến chỗ của Kalak. Có thể là đi lòng vòng tìm hiểu. Hello? My, my, what manner of place is this? A path to redemption or a road to damnation? Ai đây? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? Lại thêm một thanh niên văn vở. The mouse rồi. Smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Wow, ông phải làm một chàng đấy xong rồi mới giới thiệu bản thân được hả? Bây giờ thì mình sẽ nói chuyện với tư cách Lazel. Sẽ nhập vai thành cô này. Lời lẽ văn vở đẹp đấy. Ông quyết định là đe dọa tôi sao? Why, I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my taste. Ra cảnh cũng khá đẹp. Rừng cây chập trùng. Jeez, what the hell? There, middle of somewhere. Holy shit, cái nhạc organ. Đưa tôi trở lại. Này. And deny you the honor of my hospitality? This is the house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might không ăn cái gì mà ông được cả. Cho đến khi ông nói rõ mục đích của mình hơn. Những cái trò tiêu khiển này có dẫn đến đâu không? Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Oh shit! Lại một devil nữa. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Hắn đã nguyên hình rồi. Lấy dao, lấy vũ khí. Easy, easy. I'm here to help, not harm. Consider your predicament. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Không cảm ơn. Tôi có rất nhiều cách giải quyết. Người của điên mình nghĩ là ta sẽ làm một cái dao kèo với quỷ dữ. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Hy vọng là cái thứ mạnh nhất của loài người. Khi mà tình thế càng nguy hiểm, hy vọng càng mạnh mẽ. Đó là cái một thứ khá bí ẩn, nhưng cũng là một thứ đưa loài người tiến lên phía trước. Hy vọng vào một cái gì đó tốt đẹp hơn.
đấy là trên lệch của thiện. Và chúng ta quay lại với Lazel nào. Ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Ah yes, the tongue. Yet another piece of pleasurable anatomy you'll soon have to do without. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Và hắn đã biến mất. Mình cũng khá tò mò, nếu mà cuộc nói chuyện lúc nãy Will là người nói chuyện thì sẽ như thế nào? Will là người nói chuyện thì cậu ấy cũng sẽ có làm một cái giao kèo với một cái quỷ dữ khác không? Anh hùng nhân dân, Warlock, Pact of the Fiend, giao kèo với quỷ dữ. Cũng giống như Will, Will có một patron là quỷ dữ, Thiện có patron tư bản và hội viên YouTube. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thiện cho quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam lành mạnh và phát triển. Cái vòng cổ đấy có hình của hội Harper. Harper là một cái hội có trong lo của D&D, hội những cái điệp viên, thường là người sử dụng phép thuật, có thể là bard, có thể là wizard, nghệ sĩ hoặc thầy pháp. Họ làm việc trong bí mật và thường hay làm việc liên quan đến trao đổi thông tin. Bởi những cái điệp viên của hội Harper này thường theo thiên hướng tốt, họ làm việc trao đổi thông tin để giữ hòa bình trên thế giới và triệt tiêu các mục tiêu có hại nếu mà cần thiết trong bí mật. Đấy là lore của hội Harper trong D&D. Wow, nhiều xác người ở phía trước. Thông tin gì về họ ở đây không? Disarm toolkit, I can use that. Tôi có thể dùng ở đấy, bạn không. Cả Goblin cũng chết ở đây. Goblin với cả tia lửa tay, một cái người vuông và một elf. Mỗi người mặc một cái, có đeo một cái crown. Có thể đây là bọn leader của bọn Goblin. More than one leader, yeah. Có nhiều hơn là một leader. Dead boar. But it doesn't look like it's been touched by scavengers. The carcass seems to be fresh, only a few hours dead. You notice two small puncture wounds in its neck. Looking closer, you can see the skin around its face is desiccated. It's been completely drained of blood. Hold up, có hai cái vết cắn, mình đang tưởng là rắn, nhưng mà completely drained of blood. Hai vết cắn ở cổ, mất hết máu. Well, shit. Oh, hello. Pet him? Yeah, pet him. Tôi không có ác ý. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. Chú ý về cái xác đấy, vì đó chết rồi. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. Vậy đấy là chủ pet. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. Theo ta nào. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. Mày có thể ngửi mùi của tao. Có gì về trại của tao. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Hy vọng là sống sót được. Xem cái ông này có thông tin gì không. Comwick, cẩn thận trên đường đến Baldur's Gate. Tôi đã nhận được nhiều thông tin về các cái sự tấn công. Tôi không thể để cái người đưa tin tốt nhất của tôi chết ở đâu đó được. Anh ấy đã chết rồi. Oh no. Davin, đó là một đứa con trai. Cậu ấy khỏe mạnh. Về gặp em ngay nhé. Tại sao cái game này phải làm như vậy? Sao phải cắm con dao và vặn nó như vậy? Chín ngón. Tôi sẽ không quay lại với thành phố đâu, khi mà có cái lũ bài đảng đang tìm tôi. Mà cậu muốn được trả nợ thì cứ tin tôi và tự lấy đi. Đến cái graveyard và tìm mờ Kervin trong ngoài đào. Sẽ lấy cả ba cái thư để có thể là đưa tin cho những người nhà của người này. Và có vẻ là có một cái
trả nợ cái kho báu gì đấy ở một cái ngôi mộ nào đấy, thì mình hy vọng là thiện nhớ. Will sẽ dự định lấy cái món nợ đấy và đem trả cho vợ của người này để lo cho con của ông ấy. Chắc sẽ đem trả cả con chó tên là Scratch nữa, nếu có thể, nếu mà nó về trại của mình. Oh, hello. Kalak. She. Bước đến. Đến được không? Trên thượng nguồn suối thôi mà bơi lên. Fine. Đi đường nào? Cái suối nó đường này thì mình lại phải vòng ra đằng này. Ok. Ok. Thế là phải đi qua chỗ này. Goblin ambush. Goblin phía trước. Oh. Bật chế độ này nhìn như vậy. Ambush. Ok. Phải không đi được đường này rồi. Phải đi đường vòng thêm vậy. Thấy được Kalak rồi. Bây giờ chỉ cần mò được đến đấy thôi. Ok. Chúng ta đang quay trở lại đúng đường để đến chỗ Kalak. Oh. Goblin. Hello and welcome to Bogrot. Now, kindly, give all your stuff. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stares in response. Ngày tốt đành, đừng giết nhau mà. Khá chắc là Will sẽ chọn cái này. Làng đẹp đấy. Bọn Goblin chúng mày. Tao đang định bỏ qua rồi, mà lại còn đòi tiền hả? Bọn mày làm rằng đằng kia mà mày giết đúng không? Tao đây để thực thi công lý. Oh my god. Oh my god. Ha! You got guts. Now, show me what color they are. Đằng nào tao cũng đánh bọn mày mà. Hai tên thôi hả? Bật Bless lên. À, người này. Shadow Heart sẽ chuyển sang cầm khiên và chạy lên. Kêu, bắn con đánh tầm xa. Trượt, cái tên. Nên đánh con này. Action search. Chọc. Chứ chết. Đấy lượt của Will. Vì hai người đã ít máu đi rồi nên là không vấn đề gì, mình cứ dùng phép luôn. Đằng nào sau này sẽ cũng sẽ nghỉ nhá. Dùng con này đi. Thật ra là mình muốn giết con này actually ha. Lỗi rồi. But ok. It's fine. Oh, thêm con nữa à? Nhiều bọn đến thêm. Cái này thì không ổn lắm. Mình sẽ muốn đánh cho cái con này mất xác để nó không có tơn nữa. Gale tùy sẽ có dùng phép hay không. Càng vào có vẻ là càng trigger nhiều bọn. Chết. Sẽ không có tơn. Lazel bây giờ đang ở vị trí dễ đánh nhưng mà không sao, Lazel có thể hồi máu được. Shadow Heart sẽ lên bong con này và có thể là giết được con này trước khi đến turn của nó. Để nó mất turn. Ok. Không có quá vấn đề. Bước sang một bên. Khá chắc là mình không cần phép quá mạnh. Yep. Tiếp đến là còn con này, nó đứng ở xa, bắn vào Lazel thì không sao. Shadow Hurt trốn đi để nó không bắn vào người. Critical hit. 6 đam không vấn đề, hồi máu được. Lazel sẽ chạy lên. Kêu có vấn đề gì vậy? Ah, glad you've a moment for me. Predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume right now. You've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Okay, nghe giọng demanding thế. Chứ gì sẽ xảy ra với cái đồ này khi mà tôi đưa được cho anh? I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. But it will save my life, even if only temporarily. Ok, cho anh một cái tạm xem thế nào. Ok, cho anh cái này. Thank you. Wow. Ok.
hút luôn đó mọi người. I hit the spot. I can feel it work. Đúng chỗ rồi. Magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I hate to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Anh nói về cái vấn đề này vẫn rất là thơ. Ờ rồi, tôi sẽ hỏi chuyện anh sau. Tôi mừng là anh đã cảm thấy tốt hơn. It's not so bad once you get used to it. And on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Tôi mừng tôi có thể giúp anh. My lord, I bow to your boundless kindness. Yeah, không sao, cho đến khi mà chúng ta vẫn có thừa magic item không cần dùng đến thì tôi vẫn có thể giúp anh. Mình muốn nói về concentration, sự tập trung. Khi mà Shadowheart dùng phép Bless, nó có chữ concentration hiện ra ở trên đầu đây này. Một vài phép yêu cầu mình phải tập trung vào cái phép đấy. Và khi tập trung thì mình không thể tập trung vào phép khác nữa. Sự tập trung chỉ có một cho một nhân vật. Guidance là phép cần sự tập trung, có chữ concentration. They can only cast one concentration spell at a time. Họ chỉ có thể dùng một cái phép có concentration. Cái concentration của họ cũng có thể bị phá hủy khi mà nhận đam. Nếu mà mình dùng một cái phép cần sự tập trung khác thì cái phép cần sự tập trung trước sẽ bị kết thúc. Đấy là một cái luật của D&D về dùng phép mà có thể những người mới chưa rõ. Và có thể khi chơi Baldur's Gate, ủa tại sao mình dùng phép xong rồi phép nó lại tự dưng kết thúc? Đấy là lý do. Cũng có những phép không cần concentration. Những cái phép nào mà ngay lập tức thì thường là không cần concentration vậy. Ngay lập tức xong rồi hết luôn. Giống như là một vụ nổ fireball, một cái second flame ném lửa vào người nó. Mấy cái như của Gale, Ray of Frost bắn băng. Mỗi lần nói cái Ray of Frost lại trâu ba tai. Yo. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing. Oh. Flap those wings some more and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. Thả tên kia xuống. Ngay. Đừng làm cái quái gì vậy hả? We're teaching this here pipsqueak to fly. Thả tên nôm đó xuống ngay lập tức. You want this little cave lurking wotsit? Find your own. He's ours. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ta không để người làm hại. Người không thể bảo vệ bản thân. Ta là anh hùng nhân dân. Đúng 15. The goblin's nostrils flare as if trying to judge you through smell alone. We're leaving. What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us. Right then. Fresh meat. Scared meat. Yeah. Ít nhất là bọn này còn biết điều. Thêm một lời nữa là cho cả bọn ăn hành hết. Thực thi chính nghĩa. Roleplay đúng là nhổ nước bọt cái xuống đất. Cái cách nào để dừng cái này lại không? Break lever. Release break lever. Dùng với break. Nice. Bạn bình tĩnh. Tôi đến đây. Ok. Thả ông ra. Baggers and Barra, those pustulant thugs. Well, get on with it. Get on with what? You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? Không, ông không nợ tôi gì cả. Nothing. Tôi chỉ muốn giúp ông thôi. Well, ông có thể kể tại sao ông bị bắt. My own fault, really. Vậy. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Deep Gnome thường sống dưới Underdark. Có phải là ông khá xa nhà nhỉ? Ignorance is alive and well, it seems. Deep Gnomes aren't restricted to the Underdark, wow. You know. Lối thiện. I've lived in Baldur's Gate for years.
I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully, I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. Vậy là cuối cùng ông cũng lại xuống Underdark hả? If we should meet again, well, we will have met again. Nếu chúng ta gặp lại, thì chúng ta sẽ gặp lại. Yeah, giúp người vô tội. Will is inspired. Inspired. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Chuyện gì vậy? We should keep moving. Tại sao cái này cứ tiếp tục xảy ra với cô vậy? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Ok, nếu cô nói vậy, vấn đề gì đấy với cái tay của Shadowheart? Không biết có đến lúc nào cô ấy chịu chia sẻ không? Vậy là phần lớn bọn Goblin đã bỏ đi rồi. Tên Bugbear đang ngủ. Mình có thể đánh nó nhưng Will sẽ không muốn đánh người đang ngủ. Nếu mà chưa biết hoàn toàn là nó có hại hay không. Dagger cộng 1. Hả? Huh? Oh shit! Woo! What the hell are you doing? Oh! 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 Mấy đàn đó game này là game gì là chết? An ogre? Back away slowly. Đi lùi lại. Oh no! Chúng ta đã ngăn cản một con Half Ogre sau khi nó được kiến tạo. Ok, đây sẽ là chiến thuật của mình. Will chạy ra, rất may là Gale đi đầu. Grease vào đây, bọn nó sẽ phải chạy ra. Gale chạy ngược lại. Will sẽ bật cả cái đẩy lên. Yep, tên này có thể bị giết nhanh. Trừ khi mình trượt. Dây gieo hiện tại sẽ bắn tầm xa thôi. Cứ đợi bọn nó đến gần rồi tính sao. Sure. Chúng ta chưa cần action search vội. Tại vì action search bây giờ thêm hành động bây giờ chỉ bắn cung cũng không quá tốt. Shadowheart đơn giản thôi. Lại bless các bạn nào. 1, 2, 3. Bước lùi lại một tẹo. Đề phòng bọn nó chạy đến nơi. Cần shield không? Chắc là không cần đâu. 12 dam. Holy shit. Okay, có vẻ bọn này khá khôn. Bọn nó không chạy ra. Vậy thì mình sẽ bật cái máy xay sinh tố ở đây. Ủa không dính hả? Lửa tỉnh quá. Bắn Ray of Frost. Tập trung đánh. Miss nhiều quá. Có bless rồi đấy. Hồi máu cái. Ok. Holy shit. Nó bước ra được hả? Vậy thì đến lúc đẩy nó lại vào nào. Thunder wave. Bay. Cái phép máy xay đấy cứ đẩy nó vào càng nhiều nó càng ăn đam nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy bạn tiếp. Bay. Chui vào lại bên trong. Xong đóng cửa lại cho các bạn. Đến lúc phải dùng action search rồi. Nhiều phát bắn hụt quá. Đẩy các bạn vào nhà. Cho các bạn đi chợ. Rail Frost ngoài việc crit người ra, nó còn có tác dụng trừ tốc chạy của mọi người nữa. Shadowheart chưa trúng phát nào luôn đấy. Bật Bless. Chết đi nào. Like, really?
Bắn đi. Bro chết chưa? Bro chết rồi. Vấn đề là nó có cái đòn ném cũng khá là đông. Chiến thuật này không ổn rồi. Mình cần suy nghĩ lại cái chiến thuật của mình. Nếu mà tất cả mọi người không thể giết nó trong lượt này thì mình sẽ dùng phép của Will. I mean, she can die. 80%. Well, quay trở lại mục đích ban đầu của mình nào. Tìm đến chỗ của Karlach. Sẽ cho Shadowheart dùng cái tăng máu mọi người. Phép S là tăng cả máu tối đa luôn, nên là không sợ hồi thừa máu bình thường. Tiếp đấy chúng ta sẽ dùng phép Prayer of Healing. Tại vì phép level 2 của Shadowheart, nếu mà hết máu rồi thì cũng chả dùng để làm gì, không đi mạo hiểm được nữa. Cleric ở trong D&D thì chỉ đổi được phép mỗi khi mà mình long rest, nhưng mà trong này thì có thể đổi phép bất cứ lúc nào, thế nên là cứ tận dụng thôi. Đặc biệt là phải chỉnh lại phép của Gale. Gale phải có web Tasha Hideous Laughter. Mage Armor không cần, tại mình có mặc giáp. Đi tiếp thôi. Trong phía trước có vẻ nguy hiểm. Giày gieo mệt rồi, tạm thời cho đi nghỉ. Thì Astarion vào nhóm. I've known people who are hungry for power, but Gale takes it a bit too literally for my liking. I wonder how he does it. Why he does it. Hungry for magic item. I'm sure all will be revealed in time, but I don't like it. A waste of perfectly good treasure. Có những đồ không phù hợp hoàn toàn với cái nhóm của chúng ta. Rồi đi nào. Darling, I thought you'd never ask. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Beast reeks of brimstone and awful. Every breath is thick with blood. Nhiều máu vậy. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. An ủi nó. Her belly splits like a rotten fruit. Oh shit! Frenzy of claws and fangs. Jesus. Oh right. No. Okay, okay. No, no. This won't be quick. That hyena's run off for help. Oh, Jesus. Yeah, that's right. That's right. Bọn hyena khi mà bị curse thì chết đi, xác của nó sẽ, mình nghĩ trong lore là nó sẽ biến thành gno thôi, chứ không biết là con gno nó bò ra từ bụng con hay đã. Holy shit. Okay, okay, okay. Con hyena này chạy đi đâu? Sẽ gọi thêm đồng bọn. Okay. Phải giết nhanh. Tất cả những con hyena trên mặt đất này mình cần phải giết. Không thì nó sẽ mọc ra thêm nô. Astarion chạy ra đây. Sneak attack vào con này. Chưa chết. Damn. Gale cần phải bắn mấy con đang nằm dưới đất. Cứ đằng sau đó. Biết tôi. Fuck. Đến nước này thì bật máy xay lên. Bọn nó sẽ phải bước qua đây. Chứ bọn nó tỉnh dậy nhanh quá không làm được rồi. Chém con này. Bật cái web lên đây, trói bọn nó lại. Phép máy xay với cả phép web để trói chân nó đứng đấy. Ờ, cái combo khá ổn. Yep. Cái ba cái đứa bên trên bắt đầu vào rồi. 2, 3, 4, 5. Tập trung giết con này trước. Nice. Will thì bây giờ sẽ làm việc mà Will giỏi nhất, đẩy nó lại. Sao không đẩy? Chắc là mình vừa cái gì đấy. Tại vì bây giờ bọn này bắt đầu ở đây rồi, mình cần bước lùi lại. Tất cả mọi người lùi lại. Giữ khoảng cách. Bọn nó có thể sẽ chạy vòng ra đường này. Lúc đấy thì mình sẽ tính sau. Yep. Có đứa bắt đầu chạy ở hướng này. Đứa nào chạy theo hướng này thì mình xử lý riêng. Chốt. Bắn. Chết luôn. Chú ý gì. Để chạy đường nào. Chạy đường này, ok. Úi da, bắn được à. Shadowheart bắt đầu ít máu.
Nếu mà bọn nó đứng đấy có thể bắn được thì mình phải rút lui hơn tí nữa. Đứa này chạy đường này. Kẻ địch bắt đầu chia ra, như thế không lợi cho mình. Nếu mà kẻ địch đến từ hai phía thì khó phòng thủ hơn. Nên là mình sẽ bắt đầu phải tính đến việc lùi thêm nữa. Chưa chết, bắt đầu lùi thêm nào. Có thể mình sẽ làm cái đường phòng thủ khoảng chỗ này và bắt bọn nó đứng đấy. Gil vẫn còn phép level 2, có thể cast lại cái web được. Vì chúng ta đằng nào cũng sắp phải cast lại cái web rồi. Nên cho cái web này cháy đi, dễ gây đam cho bọn kia. Chắc là về sau mới gây đam nữa. Là lại con này phải ăn một máu phải chết rồi chứ. Hey, doesn't matter. Chúng ta sẽ để cái đấy sau. Shadow Hurt sẽ đánh con này. Một đam, okay, fine. Uống bình máu đi cho chắc. Ăn đám lửa đi, ăn đám lửa. Ừ, được. Chạy qua cái máy chém. Trời, bắn. À có ăn đam, có ăn đam, tốt. Tưởng là nó chạy qua được một chỗ bé tí không dính. Soul number là bị sao đây? Can't take bonus actions or reaction. Giờ đến lúc chúng ta đặt một cái web ở đây. Vì có vẻ bọn này là chơi melee, không cho bọn nó tới gần thêm nữa. Một đứa bị web, một đứa chưa bị web. Mình sẽ bắn đứa chưa bị web lùi lại. Trượt, guiding bone. Đây là lúc thích hợp để giết một con ở đây. Có thể giết được con này. Will chạy lùi, Gale chạy lùi, Shadow Hurt sắp hết máu, chắc chắn chạy lùi. Không thể trốn được. Đây là một vấn đề của một Rogue. Khi mà chúng ta không sneak attack được thì chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ tệ. Vì cái phần lớn cái dam của Rogue là đến từ sneak attack. Chúng ta luôn muốn bắn đối tượng mà chúng ta có thể sneak attack được. Ví dụ như là tên này đang bị trói bởi tơ nhện, nhưng mà nó không phải là đối tượng chúng ta muốn bắn. Đôi khi chúng ta muốn được chọn đối tượng hơn. Bước lùi lại. Chúng ta sẽ không muốn đứng quá gần nhau, nên là sẽ dash thêm một tí nữa. Tại vì có thể là nó có các hiệu ứng đánh lan. Hay quá, nó bị trói rồi. Nó lại bị trói tiếp. Cái web bây giờ đang hoạt động rất tốt. Bây giờ chúng ta cần giết cái tên bắn xa và có thể xử lý hai tên bắn đánh gần dễ hơn. Will thì chắc chắn sẽ bắn cái tên mà gần hơn này để đẩy nó ngược lại. Tại sao không đẩy? Bug à? Cái đấy rõ ràng là bug đúng không? Ok, để turn sau thử lại. Ai có thể giết được tên này? Astarion có thể giết được không? Không thể. Nếu mình có thể dùng một phép để khiến combat này dễ hơn rất nhiều và mình đỡ mất máu thì mình sẽ dùng phép sleep. Cả ba con đều có thể đi ngủ. Vì biết là mình có thể làm như vậy nên là mình mới cho Gale tiến lên. Nếu không thì Gale vẫn sẽ đứng dưới. Ba tên đi ngủ. Giờ chúng ta sẽ chạy về hướng này. Chưa vội. Bọn nó ngủ mất hai lượt. Mình cứ thoải mái chạy. Will chạy về hướng con đang ngủ. Mình sẽ xử lý cái con cầm cung bắn xa trước. Astarion có thể bắn con này. Chưa bắn được cũng không vấn đề gì. Dash, mình không vội. Dash phát nữa. Rock có thể dash bằng bonus action. Bọn nó đều ngủ hết turn này. Will muốn đẩy con này bay vào sâu trong web hơn. Tốt. Mình không lo về cái con cung kia tại vì mình biết là Astarion có thể giết nó. Đứng tách nhau ra thì không bị đan AOE nhỡ mà nó có. Nhiều khi mình đã nghĩ là kẻ địch không có AOE cho đến khi lại nó ném cái bình gì đấy, lọ acid hoặc là nó bắn cái tên băng hay cái gì gì đó. Rồi mình lại tiếc vì đã không đứng tránh nhau ra. Astarion, đơn giản thôi, giết con này. Nó đang ngủ nên là đánh auto crit, nó đau. Chạy về hướng này, trốn. Đi chậm, bắn lùi. Kết liễu. Đấy là phát crit đúng không? 33 đam. Nice. Combat vừa rồi mình cảm thấy là mình xử lý khá ổn so với cái tình huống đấy. Nếu mà nhận ra đây là bọn Hyena và bọn nó sản sinh ra gnoll, có hay nói khác là bọn gnoll bò ra từ bọn này khi mà lúc chết, thì mình sẽ cẩn thận hơn khi tiếp cận bọn nó. Red meat. Well, that's a different matter. Rare as can be. Dripping. Wow, các foodie nói chuyện với nhau. Từ thiện thì thiện không phải là một foodie. Đồ ăn ngon, khi nào bạn mời đi thấy ăn ngon thì biết thôi. Chứ còn không biết ở đâu có chỗ ngon. Không biết mọi người có thể
nhìn mặt bắt hình dong của mình ở một nốt. Mình chơi D&D. Shipment order. Đem cái dương đến đây, không được mở. Đọc lại câu vừa rồi. Mở nó và ta sẽ biết, bởi vì ngươi sẽ chết. Đây không phải là một cái lời đe dọa. Đây là những gì sẽ xảy ra nếu mày mở cái dương. NF. Cái thứ này chắc nên lấy để về sau xem. Có vẻ đây là một cái xe đã bị bọn Haina và No đánh. Và nhìn vào cái lượng máu này thì khá chắc là bọn Haina và No đánh và ăn thịt. Vết máu, nhiều vết máu hơn. Chúng ta sẽ không đến đấy vội, chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đúng mục đích của mình. Tìm Kalak. Mình nhớ là ở gần bờ suối, như là chỗ đó. Bật lại cái bản đồ. Trước là mình ở đây và mình thấy Kalak ở khoảng chỗ này. Thế thì cứ đi xuống. Để sẵn sàng khi gặp cái ác quỷ này thì chúng ta nên short rest. Shadow Hurt sắp hết tất cả mọi thứ rồi. Về đổi cho lấy dây gel. So, Gale just consumes magical items like I do. We truly are a group apart. Gale uống đồ magic như là tôi uống rượu. Cái kinh này lạ đó. If you're sure. Yeah, tôi khá sure. Cô không còn tí mana nào. Ok. Wow. Mysterious artifact. Đây có phải là cái của Shadow Hurt không? Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Xem investigation. Ồ, lan cao thế. Không có chỗ nào để mở, nhưng cảm giác là có gì đó bên trong. Lắc nó. Ancient, beguiling, cryptic. The ABCs. The ABCs of mystery, bằng chữ cái của sự bí ẩn. Thử cố mở nó ra xem. The box doesn't yield. Fine. A box that simply refuses to be toyed with. Happens to the best of us. Ok, chắc là sẽ không thả nó xuống. Cất đi thôi. Một Shadow Hurt, tại sao cái này tôi tự dưng lại có? Cô thả vào người tôi à? Shadow Hurt. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Cô ấy không biết luôn, không thèm nói gì à? Ok, fine, fine. Keep your secret. Keep your secret, lady. Kalak. Đối tượng mà chúng ta cần truy đuổi đây rồi. Will, tiến hết. Damned. The blade of frontiers. Cây kiếm tiền tuyến. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. This is your quarry, Will. Less devilish than I had anticipated. Hmm? Look, it's an honor to be chased by a famed hero. I'm no devil, though. Not by a long shot. Hmm? Không phải là devil. Thì là cái gì? Đó, trông cũng khá giống Tiefling. Người vừa mới ở trong lửa vài giây trước chỉ có thể là một devil, một ác quỷ mới có thể sống sót nó. I can explain. It's a whole situation. If you just hear me out. The parasites connect you. A vision unfolds. Kalak's blade rays. Cũng có con nòng nọc trong đầu à? Zariel's servants. As her eyes dart around, seeking escape, her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. Fuck! Victor. Will sẽ làm gì? Đây là đối tượng mà Will đã truy đuổi từ trước khi câu chuyện của chúng mình bắt đầu, từ trước khi lên cái thuyền Mind Flayer đó. Đây là đối tượng mà patron của Will bảo Will phải theo, là đuổi và giết. Hunt and kill. Đã cho người một cơ hội để giải thích những gì mà ta vừa mới thấy. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. I finally home, or near it anyway. Mắt nhìn sang bên cái kiểu hmm?
Sao ta có thể biết được? Đây không phải là một cái chiêu trò của ngươi. Vừa rồi bọn ta còn vừa gặp một cái tên ác quỷ tên là Raphael. Hắn biến chúng ta có phải sang một chiều không gian khác, sang một căn phòng đầy đồ ăn. Lúc đầu hắn trông không có vẻ gì là một ác quỷ, trông như một người thường. Rồi hắn mới hiện bản thể thật của hắn lên. Làm sao ta có thể biết là ngươi không làm như vậy? Ngươi đang chỉ giả dạng một tiefling thôi. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? If you believe her, killing her would be a crime. But break your pact and the consequences will be unfathomable. Nhìn vào mắt tôi này. Wow, tôi cần một cái lý do tốt hơn thế. Nếu ta tin người, Kalak, thì ta sẽ phải trả giá. Sao ta biết ta có thể thực sự tin ngươi? Danh hiệu của ta là anh hùng nhân dân, cây kiếm tiền tuyến. Ta muốn làm điều tốt. Ta có thể thật sự tin ngươi không? Whatever that price may be, I'll help you pay it. We'll be in this together. Chết tiệt. Đây là một sự khó khăn không lường tới. Oh, thank the gods. He sees sense. Look, Blade. Will, I know you love bashing evil. We have that in common. Are you all right? Chưa đồng ý mà. Trong lúc này đối với cả Thiện, mình nghĩ Will cũng thế. Tất cả những thứ mà xảy ra trên đường đang hiện ra trước mắt. Trong chuyến phiêu lưu, trong cuộc mạo hiểm ngắn ngủi của chúng ta, nhiều lúc thăng lúc trầm. Và Will cố gắng, luôn cố gắng làm được điều tốt. Will sẽ không chia sẻ quá nhiều. Chúng ta sẽ xem, đợi đến tối. Và chúng ta sẽ còn xem Kalak, người có thật sự nói thật hay không. I won't pester you for details now, but believe me, Will, I'll be there by your side, whatever comes. Maybe I could even show you a little fun before the hammer falls. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Evil bastard. Thông tin mới nhất của ta là ngươi là một ác quỷ, là một thứ của evil, thứ độc ác. Ngươi vừa thuyết phục ta bảo ngươi không phải độc ác và bảo rằng bây giờ chúng ta đi giết cái ác hả? 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 Nói xem nào. I fought in the blood war. I was good. Really good. Turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little, she sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, after me. Until a minute ago, I thought you were working with them. They want to take me back to the Hells. But believe me when I say I'd rather die. Zariel truy đuổi ngươi. Bánh ngươi muốn ta giết những người truy đuổi ngươi. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? She's, perhaps a little rough around the edges. Well, I suppose I could be smooth enough for two. Không thích cái cách mà cô ấy imply chúng ta có thể take Faerun by the short hairs. Chúng ta đã là bạn đâu. Cô vẫn còn đang bị nghi ngờ nhá. Bro, why should I do your dirty work? Work's the only kind I like. Gets even messier the more bodies you throw at it. Think of the potential. Sure, Will sẽ nói là let's do it, nhưng đây là một lời nói không thật hoàn toàn. Cậu ấy sẽ muốn gặp những cái người mà Kalak muốn giết và có thể nói chuyện với họ để tìm hiểu thêm xem Kalak có nói thật hay không. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Oh, hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me, got it? Tôi phải chạy hả? Mình sẽ muốn Kalak đi cùng trong cái lúc mà gặp cái hội kia chất vấn họ. Cái này thì mình sẽ... Ok, nốt cuộc nói chuyện này đã. Tại sao ngươi lại đánh nhau trong cái Blood War? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail.
những cái tên paladin mà người muốn đánh. Straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress up as paladins of Tyr. No honor among devils. Trong cái lúc này thì Thiện sẽ nói một chút về cái kiến thức out of character của Thiện. Thiện thì đã biết Karlach là một nhân vật mình có thể chơi trong cái câu chuyện của Baldur's Gate rồi. Tại vì cô ấy xuất hiện ngay từ cái lúc mà mình có thể chọn những nhân vật mình có thể chơi mà. Ngay bên cạnh Will luôn ấy. Cái kiến thức đấy Thiện thì cố gắng là không để nó ảnh hưởng đến quyết định của nhân vật. Và mình vẫn sẽ cố gắng chơi đúng theo nhân vật đấy. Thường trong D&D và các cái game nhập vai nó có một cái từ là in character knowledge và out of character knowledge. In character là những thứ mà nhân vật biết, và out of character knowledge là những thứ mà có thể là người chơi biết, nhưng mà nhân vật thì không chắc là biết hay không. Để mà nhập vai mà nhân vật tốt thì người chơi nên giữ những cái kiến thức mà mình biết ngoài nhân vật, không để nó ảnh hưởng đến cái quyết định của nhân vật. Thiện cũng cố gắng như vậy mà không phải lúc nào cũng được 100%. Ví dụ trong trường hợp này thì có thể việc biết Karlach cũng là một nhân vật có thể chơi được đã ảnh hưởng đến quyết định của Thiện phần nào trong khi mà roleplay Will. Nhưng một đoạn vừa rồi mình nghĩ là nhập vai Will như vậy vẫn khá ok. Oh my god, Karlach is doing a little dance. Come on, you can't do this, Karlach. You can't just win me over like this. Cậu ấy vẫn có những cái do dự của riêng mình, nhưng mà cậu ấy vẫn muốn là người làm điều tốt. Và qua những gì mà cậu ấy vừa mới trải qua, vì những cái quyết định lầm lỡ và bộc chộp của mình mà đã gây ra vài chuyện không được như ý muốn, nên là cậu ấy thận trọng hơn khi đưa ra quyết định của mình. Cậu ấy hoàn toàn vẫn sẽ có thể quay sang đánh Karlach nếu mà cậu ấy không chứng minh được cái sự trong sạch của mình một cách thỏa đáng. Giờ chúng ta lên level cho Karlach. Level 2 Barbarian, không có gì để chọn cả. Level 3 Barbarian thì phải chọn. Subclass chúng ta thể chọn một trong ba. Barbarian dịch tạm dịch là Manji, dùng cái sự tức giận của mình, Rage, để đánh nhau hiệu quả. Berserker, đánh nhiều hơn, đánh đau hơn. Wild Hurt, cái này thì nó sẽ flavor hơn một tẹo. Mình có khía cạnh của một con thú vật nào đấy và nó có thể giúp mình trong khi mà đánh nhau. Thường ở trong D&D thì cái con gấu là mạnh nhất, nó kháng tất cả mọi loại đam. Nhưng mà ở đây thì có vẻ là Baldur's Gate đã cân bằng lại mọi thứ hơn một chút, buff cho những cái lựa chọn khác một tí nữa. Vấn đề của cái team mình hiện giờ, có thể là qua một vài cái combat mọi người đã thấy là team của mình quá nhiều người đứng tầm xa, không có ai để chạy lại tầm gần của kẻ địch. Thường thì có những cái phép mà kiểm soát AOE khá là rộng ở trên sàn mình ném xuống để cho kẻ địch không tiến lại được. Có thể không phải lúc nào cũng cần, cứ đứng tầm xa và có cái phép kiểm soát để được đứng ở đấy bắn vẫn ok. Nhưng mà đôi khi mình cần chạy nhanh đến cái hàng sau của địch, những cái kẻ bắn cung hoặc những cái kẻ dùng phép để đánh bọn chúng nhanh, thì mình cần một kẻ có thể nhảy qua hoặc là đi qua cái phép kiểm soát của mình một cách nào đấy và chạy nhanh đến hàng sau của địch. Có vài cái có thể làm được cái đấy. Tiger's Hurt là thêm độ xa của nhảy. Elk thêm tốc chạy và có khả năng là đẩy về phía sau rất nhanh, đẩy tất cả mọi thứ tránh ra. Và Eagle, mình có thể nhảy từ trên cao xuống làm kẻ địch ngã, và mình có thể dash bằng bonus action. Hiện tại vì những cái lựa chọn này mình cũng không biết quá nhiều, nên là mình sẽ thử một cái. Và mình hoàn toàn có thể dùng cái ông Undead ở trại của mình, cái ông Wizard ấy, để đổi class nếu mà mình thấy là nó không phù hợp với cái team của mình. Hiện tại mình sẽ chọn Elk Herd, có vẻ là nó phù hợp với những cái điều kiện mà mình nói là team của mình thiếu. Wow, chúng ta có vài cái piercing. Tại vì mình đây là dùng một cái khía cạnh của một cái con vật nào đấy, nên là sẽ có thêm flavor một chút. To be honest, Thiện không thích piercing ở mũi lắm. Tại sao cái nào cũng phải có tiết piercing ở mũi vậy? So, chúng ta sẽ đi với không piercing. Well, shit. Chưa gì mình đã chọn ngoại hình cho nhân vật rồi. Như kiểu là mình đã 100% muốn giữ nhân vật này trong mắt đi vậy. Hỏng rồi. Accept. Hey. Hey, what's so funny? You haven't got some laughing curse, have you? I really made it out of Avernus. It's incredible. All right, just keep it down. We're conspicuous enough without your hyena call. Nên có phải đánh nhau ngay không? Hy vọng có thể nói chuyện được. Keep that beast away from us, you hear? Me the beast? Now that's fucking rich. Còn thêm ai không? Cut it out. It's worse than Noel's out there.
Nothing we need to worry about. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Đây là một game He Says, She Says, rồi giờ deny. Cậu sẽ cần phải nói với tôi là cậu không phải thứ cô ấy nói. Cậu không phải là những devil giả dạng các paladin của Tyr. I'll tell you whatever you wish to know. Just let us live, please. This is rich. They serve the archdevil Zariel. Biggest liar in all the realms. Seems her servants have picked up some of Mummy's tricks. Believe me, these sneaky fucks won't stop till they have me hogtied at her feet. It isn't true. Half of us are badly injured, the other half dead. I admit we ambushed you. An assignment from our god, Tyr. We thought you a devil, and with your flames you proved us right. But Tyr will not consign us to our death. He is merciful. Leave us, and we'll leave you. Fuck. You can't possibly believe this shit. Go on if you want. But I can't. That's right, Karnak. So now, as in the Hells, I can see why her ladyship wants a murderous brute like you back. Oh. Her ladyship, Zariel? Tầng tối cao, Zariel? Tôi tưởng là anh theo Tyr. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in pieces if needs must. And you, you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Okay, chúng ta đánh nhau. Ok, vậy thì có vẻ là rõ ràng rồi. Tên kia cũng đã công nhận chúng làm việc cho Zariel. Vậy thì chúng ta đánh bọn này. Có vẻ là Karlak tin tưởng được. Nhiều người đứng một chỗ quá. Astarion sẽ xử lý người này. Tốt. Xem người này có gì. Opportunity attack. Nhiều intel. Vậy đây là một caster. Người sử dụng phép lập tức ra đây. Giết ngay nếu có thể. Lấy dao cũng cần phải lập tức giết ngay. Không cho nó turn. Tốt. Nếu mà spellcaster, đặc biệt là spellcaster mà có turn, nó có thể dùng mấy phép mà đổi địa hình là mình rất có vấn đề. Hiện giờ mình sẽ ra đây đứng. Turn sau khi mà có đường chạy thì sẽ đi sau. Rage baby. Woo. Tức giận lên nào. Barbarian. Yeah. Chọn cái subclass chạy được rất xa. Sống lên. Oh, từ. Vấn đề của cái này là mình phải chạy. Mình phải dùng tốc chạy của mình. Đây là những phép thay đổi địa hình để kiểm soát địa hình mà team mình ném ra. Mình cũng phải chạy qua. Đấy là cái vấn đề rất lớn. Sẽ suy nghĩ thêm sau. Karlak chưa kết turn vội. Chạy ra đây. Nhận đam không vấn đề gì. Wow. Có vấn đề, nó có smite đúng không? Jesus. Yeah, nó dùng divine smite. Thôi không sao, kế hoạch không đổi. Để Will bật cái máy xay vào đây. Lazel, đây là lúc tốt để dùng action search. Tại vì nên có người đứng vào đây để không cho tên này chạy ra. Dash vào action search để dash cũng là có lợi. Mình đã nghĩ có thể để Will đứng vào đây. Nhưng mà Will đứng vào thì tên kia mà đánh một phát có thể Will ngất. Will không nhiều máu, không nhiều giáp, cũng có thể là mất phép. Mặc dù cái action search vừa rồi không dùng để tấn công, nhưng mà đứng vào đây vị trí cũng rất quan trọng. Jesus. Thằng này OP vậy. Daze làm sao đây? Không thể dùng reaction. Không vấn đề, hắn chạy ra phải đứng đúng chỗ và đẩy nó vào hướng này, đẩy nó quay lại cái máy xay. Không đẩy được thì đánh vậy. Ok, Karlak còn một máu ạ. Chém không sao,
tính cả đẩy nó vào máy xay. Fail. Không sao, vẫn tính cả. Snake attack đó là chết đó. Tính cả. Rồi, giờ nói chuyện với Kalak nào. Ôi dồi ôi, Kalak nhảy. Fuck them. Fuck Thauriel. I won't go back. I'm never coming back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Will tin cô ấy lấy những cảm xúc khá mạnh. Zariel sẽ không bao giờ đến gần cô nữa. Tôi sẽ make sure việc đấy. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Ok, bình tĩnh. hello? 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 Fuck you. Whoa. Whoa. I'm never going back. What the? What? Bình tĩnh. Rồi. Có cách nào để làm cô ấy bình tĩnh lại không? Oh, Astarion đang nằm. Jesus. Will. Giúp Astarion. Fuck me. Yo. Giúp Astarion. Nhanh. What the f- Wow, chúng ta có scroll bring the file. Người chơi thì chúng ta có thể cứu lại được. What the fuck? Running hot. What the fuck? Chúng ta lại không chắc về việc có nên đặt niềm tin vào Kalak không rồi. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Hot. Hot. Slightly mad, khá điên, to be honest. You're right. Should I trust in you? This is the best day I've had in years. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I found a way to calm it down. Nó có khiến cô nổi điên lên và đi chém mọi người xung quanh không vậy? Yeah, that too. Sao cô có một cái infernal engine thay vì team? High pain tolerance and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later. After we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things if I can find him. Tôi biết một cái infernal người có thể giúp cô. Infernal mechanic. Damon. Tiefling weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Và tôi nghĩ nó sẽ giúp bọn tôi nữa. Vì nếu mà cô chạy lòng vòng như thế một lần nữa, Astarion nằm một lần nữa, ra tôi vẫn còn cuộn giấy hồi sinh. Nhưng mà Jesus fucking Christ, mọi có đồ gì nào? Giấy hồi sinh. Woo, baby, cứ chạy vài vòng nữa đi, không vấn đề gì đâu. Woo, sớ hồi sinh. Soul coin. Oh my god, look at this pose.
Đầu của anh ấy còn clip cho cái bàn cơ. Cô cần nói gì nữa? So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Team có lỗ chọn nhét tiền. Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Tôi không chắc đây là ý tốt. Soul coin thuộc về cái linh hồn đó đúng không? Believe me, I know that better than most. But the vast, vast majority of soul coins are put to use by devils. Better for us to use them in the fight against evil. Next time we're in a mad battle, you'll see. If something wicked can be put to proper use, that's a good thing. Dành suy nghĩ việc đó. Chúng ta hết short rest rồi. Đây là về long rest. Well, it's honestly khá là cute khi spawn vào cam là Will đứng rất gần cả. Oh my god, is that a... No, you fucking don't, Karlak. You fucking don't. Ôi, có một con gấu bông to đùng ấy hả? Tôi có thể nghe thấy tiếng hú thôn tàu đang rời cảng. Ok, mình nghĩ đây là điểm dừng tốt. Chúng ta đã rời khỏi cái làng nhỏ của hội Druid và Tiefling để đến trại của Goblin và tìm ông Druid tên là Housin. Và trên đường đến đó, Will đã tìm được Karlak, đối tượng mà... Oh my god, cô ấy lại nhảy nhảy. Đối tượng mà cậu ấy phải tìm, săn đuổi và giết. Nhưng mà cuối cùng, cậu ấy lại phát hiện ra cô ấy không phải là một devil, không phải là một ác quỷ, và đã quyết định chung đường với cô ấy. Mặc dù là vẫn có một vài vấn đề, như là có vẻ khi nào mà cô ấy đốt nóng quá thì sẽ nổi khùng lên và đi chém tất cả mọi thứ. Nhưng mà ít ra có vẻ cô ấy là một nạn nhân của cái cuộc chiến Blood War đẫm máu, bị Zariel bắt giữ và kiểm soát. Còn về hậu quả mà Will sẽ phải chịu đựng khi mà làm hỏng cái khế ước của mình với Mizora, cái patron của mình, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ cùng đón xem vào phần tiếp của Tiện Chơi Baldur's Gate 3. Comment ở bên dưới xem là khoảnh khắc nào trong buổi trưa hôm nay mọi người thấy thích nhất. Nếu mà mọi người thích cái kiểu nội dung này mà Thiện làm thì cho một cái like bên dưới và subscribe để không bỏ lỡ những tập kế tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem.